Hello anh em, Mi Game đã quay trở lại rồi đây. Mấy ông đi học lại cả tuần rồi có vui không? Chứ Mi Game tôi là buồn lắm đấy. Anh em đi học lại hết rồi, không có thời gian xem video của tôi nữa. Và lớp rủ bạn bè vào xem Mi Game cho tôi bớt cô đơn nào. Quay trở lại với video ngày hôm nay thì chắc cũng lâu rồi. Tại Mi Game mấy ông không được nghe tôi chém gió về lịch sử phải không? Nhân dịp năm học mới, tôi sẽ phổ cập kiến thức lịch sử cho các ông nhá. Thế anh em cũng thích cái video giả thuyết game 60 Seconds của tôi lần trước, nên là trong video này, tôi sẽ bật mốt xạo lin thông thạo 7 lên để chém gió phần 2 của 60 Seconds là 60 Passage nha. Lưu ý, khoảng hơn 80% những giả thuyết sắp tới đây đều là mình chém gió theo logic vặn vẹo của cái đứa viết nên video này. Coi cho vui, không vui đợi khi nào vui rồi coi nhá. Sau thành công của 60 Seconds thì hãng Robot Gentleman đã cho ra mắt phần tiếp theo là 60 Passage. Không còn quanh đi của lại dưới cái hầm tránh bom nữa, lần này người chơi được vận hành nguyên một con tàu vũ trụ. Vì quy mô con tàu lớn hơn hẳn so với căn hầm tránh bom trong 60 Seconds, nên là chúng ta sẽ có tới 6 nhân vật để lựa chọn. Đầu tiên là cao to vạm vỡ nhưng óc như trái nhỏ, Baby Bronco, cô gái nhanh nhẹn Didi Drawking, thanh niên não to Emmett Ellis, bà già gần Megan Mann, cô nàng tháo vát April Angele, và cuối cùng là thanh niên ăn may Tom Thompson. Tất cả những nhân vật này đều có một điểm chung, họ đều là tình nguyện viên tham gia vào Astro Citizens, một chương trình đưa người ra ngoài không gian sinh sống của NASA. Cuộc sống đang bình yên ở trên trạm không gian lơ lửng trên bầu khí quyển trái đất, thì vào một ngày không được đẹp trời cho lắm, chúng ta nhận được thông báo rằng chiến tranh hạt nhân đã nổ ra. Trái đất tiêu tung ba nó luôn rồi, và rồi có một quả tên lửa hạt nhân đang trên đường bay thẳng tới trạm không gian của họ. Do đó mà anh em chỉ có 60 giây để gom hết đồ đạc vật phẩm lẫn các thành viên trong phi hành đoàn ra tên lửa tẩu thoát. Và việc của chúng ta là sinh tồn càng lâu càng tốt, cho đến khi tìm thấy một hành tinh có thể sinh sống được và lại tiếp tục sinh tồn trên hành tinh đó. Dưới trọng trách là chỉ huy, anh em sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả những điều đó. Đây là một trách nhiệm cực kỳ khó khăn với những quyết định tưởng dẫn chơi trong lúc đó, nhưng sau này lại trở thành sinh tử vô cùng. Toàn bộ trải nghiệm cuộc sinh tồn bị tác động rất lớn bởi sự chuẩn bị của anh em trước đó. Nhưng phải đến mãi sau này, chúng ta mới kịp nhận ra điều đó mà thôi. Kiểu trước khi đi mà kịp lấy được thêm một lon súp nữa là sẽ không có ai phải chết rồi. Cũng như 60 Seconds thì câu chuyện của 60 Passage cũng phải nói là rất vòng vèo phức tạp. Tùy theo cách chơi của mỗi người mà câu chuyện của game sẽ khác. Nên là Mi Game tôi có chém gió đỉnh cỡ nào cũng không thể giả thuyết được câu chuyện của 60 Passage đâu. Nên là thay vì đưa ra giả thuyết về câu chuyện của con game này, tôi sẽ vẽ ra một cái giả thuyết xạo lìn về thế giới của 60 Passage nhá. Ngoài ra, thì 60 Seconds và 60 Passage đều diễn ra trong cùng một thế giới, nên là những gì tôi giả thuyết trong 60 Seconds cũng sẽ áp dụng lại trong video lần này luôn. Cụ thể, tôi sẽ dựa theo giả thuyết đầu tiên với việc căng thẳng hạt nhân tại Cuba đã leo thang, khiến chiến tranh hạt nhân toàn cầu nổ ra, gây nên sự diệt vong của nhân loại, giống như đoạn mở đầu của game. Tiếp theo, dựa vào thông tin từ nhà sản xuất thì bối cảnh của 60 Passage là vào cuối thập niên 1950. Cơ mà nếu nhìn ra ngoài đời thì rõ ràng vào khoảng thời gian này, trình độ khoa học công nghệ của nhân loại vẫn chưa hiện đại tới mức có thể đưa người ra ngoài không gian, nói chi là du hành ngoài vũ trụ như trong game. Và yếu tố nào trong lịch sử nhân loại phải thay đổi để điều này có thể xảy ra trong game? Xin thưa, đó chính là cuộc chạy đua vào không gian giữa hai siêu cường quốc Mỹ và Liên Xô. Và theo giả thuyết của tôi thì trong thế giới của 60 Passage, cuộc đua này đã diễn ra sớm hơn. Hai bên chạy đua khô máu hơn và nước Mỹ giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc đua này. Cuộc đua vũ trụ Liên Xô Hoa Kỳ bắt nguồn từ chạy đua vũ khí xảy ra sau chiến tranh thế giới thứ hai. Liên Xô và Hoa Kỳ đã nắm bắt được công nghệ tên lửa tiên tiến cũng như nhân lực trong lĩnh vực này của Đức. Và đến năm 1955, cả hai đã xây dựng các tên lửa đạn đạo có thể dùng để phóng các vật thể vào không trung. Ngày 29 tháng 7 năm 1955, Hoa Kỳ tuyên bố ý định phóng các vệ tinh nhỏ quay quanh trái đất. Chỉ 4 ngày sau, Liên Xô quyết định thành lập một ủy ban có nhiệm vụ đánh bại kế hoạch không gian của Hoa Kỳ. Cuộc đua vũ trụ bắt đầu. Sau đó 14 năm, đến ngày 20 tháng 7 năm 1969, thì người Mỹ đã đưa được tàu Apollo 11 lên mặt trăng và Neil Armstrong đã mạo hiểm ra khỏi phi thuyền, đặt bước chân đầu tiên của loài người vào vũ trụ. Cơ mà như thế thì hơi trễ bởi vì trong 60 Passage thì cuối thập niên 1950 là con người đã đi ra đi vào vũ trụ ào ào rồi, nên là cuộc đua vào không gian trong game nó ít nhất cũng phải bắt đầu ngay sau Thế chiến thứ hai, tức là tầm năm 1945 luôn. Trong viễn cảnh của tôi thì mọi tiến bộ trong công nghệ không gian đều phải xuất phát từ nước Mỹ hết. Thế nên, vệ tinh đầu tiên quay quanh bầu khí quyển phải là Vanguard của Hoa Kỳ, chứ không phải là Sputnik 1 của Liên Xô. Có một chuyện khá mắc cười xảy ra ở ngoài đời là sau khi Liên Xô phóng thành công Sputnik 1, Tổng thống Hoa Kỳ Eisenhower vội vã ra lệnh đẩy nhanh dự án vệ tinh và tên lửa dân sự Vanguard sớm hơn kế hoạch ban đầu. Ngày 6 tháng 12 năm 1957, Vanguard rầm rộ ra mắt tại Cape Canaveral trước đông đảo khán giả được truyền hình trực tiếp.
nhưng chỉ vài giây sau khi phóng, nó đã nổ tung, trở thành một thất bại ê chề làm trò cười cho quốc tế. Thậm chí, có tài liệu còn cho biết tại Liên Hợp Quốc, đại biểu Liên Xô đã ngỏ lời trợ giúp Hoa Kỳ theo chương trình hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia chậm tiến. Phải gần 4 tháng sau Sputnik 1, Hoa Kỳ mới phóng thành công vệ tinh đầu tiên của mình, Explorer 1. Còn trong game, mọi thứ đều xảy ra thuận lợi với nước Mỹ. Đến cuối năm 1949, họ đã đưa được người lên mặt trăng luôn rồi. Bên cạnh đó, mấy ông có để ý là khi bắt đầu game, các nhân vật trước khi di tản thì đang ở trên một trạm không gian. Ở ngoài đời, phải tới năm 2000 thì Mỹ và Nga mới khánh thành được trạm không gian quốc tế ISS sau tận 8 năm phát triển và lắp ráp. Trong game thì tất cả các nhân vật đều là người Mỹ, họ không phải là phi hành gia mà chỉ là dân thường, đăng ký rồi được lên vũ trụ luôn. Điều này chứng tỏ trạm không gian trong game phải là một trạm riêng của Mỹ, chỉ dành cho công dân Mỹ, và việc du hành không gian với họ bây giờ nó đơn giản như đi chợ luôn rồi. Đóng góp không nhỏ cho những tiến bộ không gian vượt trội của Mỹ là nhà bác học Einstein. Ở ngoài đời thì ông qua đời vào năm 1955, 14 năm trước khi có người lên mặt trăng, nên là ông không kịp cống hiến gì cho chương trình vũ trụ của Mỹ cả. Ở trong game, do cuộc đua vũ trụ bắt đầu sớm, nên Einstein đã kịp đóng góp một công nghệ quan trọng là dịch chuyển không gian. Ở ngoài không gian, khoảng cách giữa các hành tinh là cực kỳ lớn, phải đo bằng năm ánh sáng, tức là thời gian ánh sáng có thể đi được trong một năm. Một năm ánh sáng tương đương với tận 9,5 nghìn tỷ km. Bản thân cái game nó cũng ám chỉ điều này. Chữ parsec trong 60 parsecs là một đơn vị đo khoảng cách vũ trụ tương đương với 3,26 năm ánh sáng. Như trong Doraemon truyện dài tập 2, Nobita và lịch sử vũ trụ, thì vì khoảng cách xa như thế, đường thẳng không phải là đường ngắn nhất nữa. Các nhà khoa học tìm cách bẻ cong không gian, khiến hai điểm A và B trong vũ trụ giờ nó sát bên nhau, biến một phát là tới nơi luôn. Công nghệ này xuất hiện đầy trong các phim giả tưởng như Star Trek, Star Wars. Muốn đi đâu chỉ cần biến vào cái vèo là tới. Và theo tôi, thế giới trong 60 parsecs cũng có công nghệ này luôn. Và còn ai có thể phát triển được công nghệ này ngoài nhà vật lý học lừng danh, tác giả của thuyết tương đối Einstein phải không nào? Einstein trong thế giới của 60 parsecs đã nghiên cứu ra được công nghệ dịch chuyển không gian, giúp cho con người khai phá được giới hạn của vũ trụ bao la kia. Dẫn chứng cho điều này là trong game, lang thang sinh tồn ngoài vũ trụ chỉ là phần đầu tiên trong game thôi. Bởi vì sau đó anh em sẽ tìm được các hành tinh có sự sống và tiếp tục chuyến hành trình sinh tồn của mình tại hành tinh đó. Nếu chỉ bay với vận tốc bình thường, thì bay có mấy kiếp chúng ta cũng không thể tìm được hành tinh nào khác có sự sống ở quanh hệ mặt trời cả. Hành tinh có thể có sự sống gần trái đất nhất, nó cũng phải cách xa hàng chục năm ánh sáng. Nên là để tới được ba hành tinh như trong game, thì con tàu của anh em chắc chắn phải trang bị công nghệ dịch chuyển không gian. Không biết ở ngoài đời, khi nào nhân loại mới phát triển ra những công nghệ này nhỉ? Cơ mà tôi cũng không rõ công nghệ này có thật sự khả thi hay không, bởi nếu khả thi thì chắc hẳn phải có chủng tộc của hành tinh tiên tiến nào đó phát triển ra được và dùng nó để đi thám hiểm khắp nơi trong vũ trụ rồi. Kiểu gì cũng phải có ai đó tìm được đường tới trái đất chứ. Đây là năm 2020, nên tới cuối năm có người ngoài hành tinh xuất hiện thì tôi cũng không ngạc nhiên đâu. Năm nay cũng đủ chuyện điên rồ xảy ra rồi. Tới luôn đi mấy bạn ơi! Như đã nói ở trên thì sinh tồn trong vũ trụ chỉ là một phần của 60 parsecs thôi, bởi đích đến cuộc hành trình của chúng ta là một hành tinh nào đó. Trong game, có 3 hành tinh mà anh em có thể đáp xuống. Đó lần lượt là Mutopia, Robotofu và Phobonos. Ở ngoài không gian nhìn vào, Mutopia nhìn khá là giống trái đất, chỉ có điều là màu vàng mà thôi. Màu vàng này đến từ các sa mạc bao phủ toàn bộ bề mặt hành tinh. Ở Mutopia, không hề có nước, không hề có cây cỏ, đây là một hành tinh chết hoàn toàn. Dù vậy, nơi này vẫn có những tàn tích của một nền văn minh đã mất, với những chiếc kim tự tháp khổng lồ. Trong quá trình chơi thì anh em có thể tìm thấy được những văn tự cổ kể về lịch sử của nền văn minh Mutopia. Theo đó, Mutopia từng là một nền văn minh vô cùng hiện đại. Công nghệ ở đây tiên tiến tới mức người Mutopia đã xây dựng những thành phố trên trời và chuyển hết lên đó để sống. Từ bầu trời, người Mutopia bắt đầu chuyển sang khai phá vũ trụ. Mọi người rời đi khỏi Mutopia, bỏ mặc lại hành tinh trơ trọi không bóng người. Cơ mà trước khi đi, để phòng hờ sau này muốn quay lại quê nhà, người Mutopia đã thay đổi khí hậu của hành tinh, khiến nó vô cùng khắc nghiệt để không một ai có thể định cư ở đây để chiếm lấy hành tinh của họ được. Theo mi game tôi thì nếu hành tinh có thật thì anh em chọn nơi này là dở rồi, bởi nước là yếu tố quyết định sự sống. Không có nước nên Mutopia không có cây cỏ, không có sinh vật nào sống được cả. Nên là tôi không hiểu vì sao phi hành đoàn của ta xuống đây thở bằng cái gì nữa. Không có cây cối thì làm sao có oxy mà thở cơ chứ. Xuống đây chỉ có hút cát mà ăn thôi, nên xét về khả năng sống còn, tôi cho Mutopia không điểm. Tiếp đến chúng ta đến với hành tinh Robotofu. Nơi này cũng nhìn khá là điêu hưu cô quạnh, chỉ một màu xám xịt mà thôi. Nhưng điều kỳ lạ là nơi này tuy không có dấu hiệu của sự sống, nhưng lại có rất nhiều hoạt động trên bề mặt hành tinh. Khi đáp xuống, phi hành đoàn phát hiện ra là những cư dân trên Robotofu là người máy. Về lịch sử, nơi này khá giống với hành tinh Cybertron trong phim Transformers. Trước đây, Robotofu xảy ra cuộc nội chiến giữa các chủng tộc người máy.
Không muốn cuộc chiến kéo dài nữa, các người máy quyết định tự lập trình lại bản thân. Từ cộc tính máu chó, giờ họ trở thành yêu màu hồng và ghét sự giả dối. Cơ mà trong lúc ở hành tinh này, anh em chớ dại mà tay máy chỉnh sửa những con robot này nhá. Chúng sẽ quay lại bản tính máu chó ngày xưa và đòi chơi khô máu với cả phi hành đoàn đấy. May mắn thì bọn chúng sẽ trục xuất anh em ra khỏi hành tinh và nhốt anh em vào tù cho đến hết đời. Còn nếu xui hơn thì chúng sẽ phá hoại con tàu, hàn kín cửa để anh em không thể ra khỏi tàu được và chết đói, chết khát, chết ngạt bên trong đó. Vì hành tinh này chỉ toàn là robot nên những nhu yếu phẩm cần thiết cho con người như là đồ ăn, thức uống chắc cũng không có. Ở đây giàu nhất ốc vít là nhiều thôi, nên nơi này chỉ phù hợp để anh em dừng lại sửa chữa con tàu hoặc là xin tí hàng xịn để độ tàu thôi. Chứ sinh sống lâu dài thì tôi nghĩ robot tofu không phù hợp đâu. Chúng ta đến với hành tinh cuối cùng Phobonos. Đây là hành tinh duy nhất có sự sống trong game. Nhưng dĩ nhiên là cuộc sống ở đây không hề bình yên rồi. Mấy cái vệt đỏ đỏ là những cơn bão khổng lồ lúc nào cũng bao lấy hành tinh này. Bề mặt hành tinh thì điêu tàn do bị chiến tranh tàn phá. Những người Phobonos thì cũng không được tốt tính cho lắm. Cuộc sống ở đây khắc nghiệt quá nên họ sẵn sàng bán đứng phi hành đoàn của chúng ta để kiếm sống. Nên là trong quá trình tương tác với những cư dân ở đây, anh em nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói nhé. Vạ mồm là lên phường ngay. Anh em sẽ buộc phải chọn giúp đỡ một trong hai phe trong cuộc nội chiến này. Nhưng may mắn là gặp được những cư dân Phobonos tốt bụng. Họ sẽ dẫn anh em tới Haven, một khu vườn địa đàng bình yên ẩn giấu trên hành tinh này. Đây là nơi duy nhất mà tôi thấy sống được trong cái con game này. Xét về khả năng sinh tồn ở Phobonos thì nhìn vào cư dân ở đây, họ lúc nào cũng đeo mặt nạ phòng độc cả. Chứng tỏ không khí ở đây cũng không được trong lành lắm. Tiếp theo là người Phobonos khá là nhỏ con. Nguyên nhân theo tôi nghĩ là do cấu tạo của hành tinh này. Một hành tinh càng to sẽ có trọng lực càng lớn và trọng lực ảnh hưởng rất nhiều tới các sinh vật sinh sống trên hành tinh. Trọng lực lớn sẽ tạo sức ép lên khung xương, khiến các sinh vật không thể phát triển quá lớn được. Nói một cách ngắn gọn, hành tinh càng to thì sinh vật sống trên hành tinh sẽ càng nhỏ. Vì thế nên là nhìn người Phobonos chỉ bằng 1/2 người trái đất, nên tôi đoán là trọng lực ở đây cũng phải gấp đôi trái đất. Nên là khi sinh sống ở hành tinh này, cơ thể anh em lúc nào cũng sẽ cảm thấy nặng nề, chậm chạp do con người đã quen sống với trọng lực thấp rồi. Mọi thứ trên hành tinh này sẽ nặng gấp đôi so với ở trên trái đất. Nói chung là muốn sống ở Phobonos thì sống cũng được đấy, nhưng mà cơ thể của anh em sẽ phải cần thời gian để thích nghi. Nếu sống ở Phobonos quen rồi, sau này quay về trái đất, anh em sẽ khỏe gấp đôi người bình thường nhá. Bỗng nhiên thành siêu nhân cũng được phết nhở. Ok, và đó cũng là những giả thuyết và phân tích của tôi về 60 Part 6. Anh em thấy có hay ho và hợp lý không ạ? Toàn là kiến thức lịch sử, khoa học, vật lý vũ trụ cả đấy. Mấy cái này trong trường mấy ông không được học đâu. Lớp học online của thầy Mi Game sẽ lên video mới vào 18 giờ thứ 2 từ 6 mỗi tuần. Các ông nhớ vào xem công chiếu cho nó xôm nhé. Ông nào thấy video hay ho bổ ích thì nhớ để lại like, share và đăng ký cho kênh Mi Game nhé. Bây giờ trước khi kết video thì tôi cũng có thông báo một chút. Tiết mục đọc comment cuối video sẽ dừng lại trong tập này nha. Thêm vào đó sẽ là tiết mục bạn hỏi Mi Game trả lời. Các ông cứ comment câu hỏi, hỏi về tôi hay là muốn tôi tư vấn cái gì cũng được. Mỗi tập tôi sẽ lựa ra 5 câu hỏi hay nhất để trả lời. Tôi không có đọc comment xuồng nữa nha mấy ông. Anh em nào muốn tập sau lên TV thì để lại câu hỏi hay ho cho tôi trong phần comment nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.